Cuộc đời không ai biết trước được ai là khách qua đường của ai, ai là trạm cuối của ai. Cuộc sống của ai cũng không dễ dàng. Mỗi người có nhu cầu khác nhau, vì vậy đừng hy vọng mọi việc đều được người khác hiểu và thông cảm. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy tha thứ cho tất cả những người và những chuyện đã làm còn tổn thương. Nhắm mắt lại, dọn dẹp trái tim mình. Những gì đã qua, cứ để nó qua đi. Người nào không tốt thì đừng giữ họ trong lòng. Lúc này con cần bình yên.